Ơi, sinh nhật bé Ná cho con về sinh nhật ánh mố mà anh ăn mặc nổi bật quá vậy. Được sum họp vợ chồng con cái, thấy anh vui quá Nổi bật chí không biết nữa, mặc đồ đối với vợ cho nổi bật cái chi. Không được suy nghĩ lung tung đó nghe chưa. Anh sẽ đi sớm về sớm nghe. ha. Nhớ về sớm rồi nghe. Biết rồi, anh đi nghe. Mẹ có thấy con mặc đồ này đẹp không? Con gái của mẹ xinh quá. Ba. Con. Chà, con gái của bà xinh quá ta. Anh đến có một mình thôi hả? Quý chị đi không được. Sao, xong chưa? Mày đi nha. Chưa xong đâu ba. Mẹ có làm thành rau câu để đãi mọi người đó. Để mẹ và con đi lấy nha. Mẹ, mình đi. Hôm nay á, ba sẽ tổ chức sinh nhật của con hoành tráng luôn dạ. nha. Ba sẽ tổ chức sinh nhật cho con hoành tráng dạ. luôn nha. Mới được mở quà hết. Dạ. Biết con gái của ba rất thích mặt đầm, cho nên là ba tặng nguyên cái đầm luôn nè. Cảm ơn ba. Sướng nha. Dạ. Nga có đầm mới nữa nha. Không biết có ai muốn lấy quà của tôi không ta? Dạ có. Đây, đây là quà của Bin. Dạ. Chưa hết đâu nha. Đây là quà của mợ. Con cảm ơn. Đây, quà của cậu là bự nhất. Còn đây là quà của mẹ. Con cảm ơn mẹ. Chúc con gái hát hay nè, múa đẹp nè, học giỏi nữa. Hay quá. Rồi bây giờ cả gia đình mình chụp tấm hình đi. Rồi đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy. Con ơi, con ơi, con bạn, cười lên cho con nha. Mày mẹ đang chụp hình nè. Chụp hình nha. Đứng dậy đi. Đi. Đứng xích vô em. 2, 3. Con chào ba mẹ. Ủa, sao về sớm vậy? Dạ, con đi một vòng Sài Gòn thôi à. Con ngồi xuống đi, kể chuyện cho ba mẹ nghe. Ở bên đó con ăn ở rồi học hành ra làm sao? Dạ. Con về đây, cuộc sống của mẹ con hơi bị xáo động rồi đó. Bà không ngủ được miếng nào hết. Mà Nhã Hưng nó biết con về Việt Nam không?
Qua bên đó con có tập gym không? Mà thân thể con cường tráng vậy. Ờ, dạ có mẹ. Vậy được đó. Ông thấy con trai ông giỏi không? Ba, ba lấy quà cho con. Rồi, có liền. Để ba chút nghe. Đây, cha công chúa của bà có quá trời quà luôn. Vô. Ấy cha, đã nha, hôm nay con gái có quá trời quà luôn nha, bà ganh tị với con luôn á. Nè, mở quà cho con. Em. Thôi cũng khuya rồi, anh về đi. Chứ ở nhà đợi. Ba, hay là ba ở đây đi. Mẹ ơi, ba uống nhiều lắm á. Thôi để ba về đi con. Anh không lái xe được thì kêu taxi về cũng được mà. Thôi ba, để ba về. Rồi hôm nào ba sẽ đến thăm con nghe. À, con đưa ba ra cổng nha. Dạ. Anh đi nghe em. Mẹ ơi, sao vậy? Thôi, để ba về đi con. Hôm nay như vậy là vui rồi. Bây giờ con đi đánh răng rửa mặt đi, rồi lên phòng, mai còn đi học nữa. Đi. Ông này, lúc nãy ông kỳ quá à. Mà có chuyện gì? Thằng Nam nó đã không nhắc con Hân thì thôi, tự nhiên ông nhắc làm gì? Thì ai biết đâu. 3 năm trôi dèo một cái như chớp mắt vậy mà bà. Ông thiệt tình ghê luôn đó. Ông có thấy dạo này nó thay đổi nhiều rồi không? Chững chạc hơn nè, trưởng thành hơn nè, đẹp trai hơn nữa nè. Làm gì? Có chuyện qua tới Mỹ rồi mà nó còn ôm mộng với con Hân. Bà đã chắc chắn như vậy thì mắc mớ gì bà lại sợ nhắc tới tên con Hân nữa. Chuyện của quá khứ rồi nhắc lại làm gì? Nhìn thấy nó tràn trề sinh lực như vậy á, tôi thấy sung sướng lắm. Hồi trước tôi cản nó rồi cho nó đi du học là hoàn toàn chính xác. Phải cứng rắn, nhưng có chiến lược thì mới trị được nó. Thì giống như câu vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn chứ gì. Thôi được rồi, bà đi ngủ đi. Đi ngủ đi. Gia tài có mỗi một thằng con trai à, tôi phải đầu tư cho nó hoành tráng chứ. Ừ, thì được rồi, bà đi ngủ đi. Ê mẹ, chán quá. Từ sáng giờ chưa chụp được cô gái nào mặc áo dài cả. Nếu như mày muốn chụp mấy cô gái mặc áo dài á, thì mày tới trường trung học, lúc đó mày tha hồ chụp luôn. Ủa, chứ mấy cô gái không mặc áo dài đi làm hả? Ờ, cũng có nhưng mà không có phổ biến lắm. À,
Mà mày đã tìm gặp cô bạn chưa? Có vẻ như cô ấy đã quay về với chồng cũ cô ấy rồi. Cũng hợp lý thôi. Dù sao thì cô ấy và chồng cũng có với nhau một đứa con, nên quay về với chồng cũng đúng thôi. Ngày tao đi, cô ấy cũng đã bỏ đi trước tao. Có lẽ đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cô ấy. Cố lên. Ê, tao thấy mày thấy tòa nhà này sao? Mình lên đó coi thử đi. Ờ, đi. Đi. Hai anh coi tự nhiên nha. Cảm ơn. Cho mày tha hồ mà làm đêm nha. Ok. Nếu mà hai anh ăn ý thì chúng ta tiến hành làm hợp đồng. Mình xuống lầu 1 có nhân viên hướng dẫn cụ thể. Đi. Xin mời. Cảm ơn. Mỹ Xuân, em đừng có giận anh mà. Cho anh xin lỗi đi. Ủa, thỉnh ngủ rồi hả? Ờ, tại vì Tại cái gì? Mấy hôm nay anh làm việc nhiều quá nên thiếu ngủ. Nín. Giải thích nữa. Đi chơi với anh xấu hổ thiệt á. Mỹ Xuân. Thank you.
đi quay. Tao sẽ mua thêm một cái kệ phong thủy để ở đây, để đá trang trí và linh vật. Mày thấy sao? Ý tưởng hay đó. Tâm Mi quay, vậy là mình quyết định cho ngày khai trương luôn nha. Ok. Bảo Nam, tao thấy khung cảnh ở đây cũng được đó. Tao sẽ thuê một căn hộ ở đây luôn. Thuê cái gì mà thuê? Nhà tao còn dư phòng quá trời, ít người nữa mày ngại gì? Thôi ông ơi, tao không thích phiền mày. Với lại tao còn có bạn gái nữa chứ. Ồ. Ghê vậy ta. Phải vậy chứ, như vậy mới được. Mày có lý do chính đáng vậy á, tao ok rồi. Anh Hưng, anh Tân. Em tới rồi hả? Tụi anh đợi anh nãy giờ á. À, tối hôm qua hai người đi coi phim có vui không? À ha, vui, vui chứ. Phim hài mà. Dạ đúng rồi anh, vui dữ lắm luôn á. Có người tài năng tới nỗi vừa coi vừa ngủ vừa cũng biết vui nữa đó. Em phải xem xét xem anh có phù hợp với mấy loại phim này hay không, rồi em mới nói chứ. Ờ ha, anh thì phù hợp với phim gì ta? Nhìn cái mặt anh á, chắc chắn là sẽ không thích phim tình cảm sướt mướt đúng không? Vậy là anh thích phim ma đúng không? Em đó, em không lo cho anh thì thôi nghe. Em phải xem xét xem là anh có bị stress trong công việc hay không. Nếu mà anh bị stress trong công việc á, thì anh có xem hài sạc lô anh cũng không có cười nổi đâu. Sao? Thôi bỏ qua đi. Bây giờ chúng ta vô công việc chính nè. Em hãy giùm anh biên bản nha. Dạ. Để nắm tình hình giùm anh luôn. Ủa, ngày mốt anh đi Huế hả? Ừ, anh nghỉ một tuần. Sướng nha. Vợ chồng với mấy đứa con đi luôn hả? Không, hai đứa nhỏ anh gửi bà Năm hàng xóm để bà trông coi dùng. Với lại thằng bé cũng quen với bà rồi. Rồi vợ chồng anh ra đó đưa bà cho đi luôn. À, vậy là ba mẹ anh á ở đây chờ tới đám cưới luôn hả? Thôi chúng ta bắt đầu vô công việc đi nha. Dạ. Cô đang lau nhà hả? Cậu cứ đi đi. Thôi cô cứ lau đi. Không có sao đâu, cậu cứ đi đi, tôi lau lại được mà. Thôi vậy để con tháo giày ra. Chào bác. Dì Hai mới lau xong phòng của cháu đó. Ô trời đất ơi, con làm phiền bác quá. Bác cứ để con tự làm được rồi. Công chuyện trong nhà đã có dì Hai làm rồi, cháu không cần phải tự làm gì hết đó. Hèn chi mà hồi mới qua Mỹ á, Bảo Nam không biết làm gì cả. Vậy mà bác hỏi nó không kể gì hết trơn á. Dạ. Con kiếm được căn hộ rồi bác à. Khi nào thằng Nam về thì con chuyển đồ đi. Sao vậy? Sao không ở chung với nhà bác cho nó vui? Dạ cảm ơn bác. Tại vì con quen sống với cuộc sống bên kia, nên là con thích ở độc lập với ở căn hộ cho nó thoải mái. Xin phép bác con lên phòng ạ. Cháu lên đi. Dạ. Mời mà. Đưa mà. Dạ con mời bà ăn cơm. Cảm ơn con. Con mời bà ăn cơm. Cảm ơn con. Đám cưới của tụi con rồi, hai đứa chuẩn bị tới đâu rồi? Dạ, tụi con chỉ mới chọn ngày chứ chưa có làm chi hết á. Đợt này vào Sài Gòn, tụi con mới chụp hình đặc tiệc ạ. Dạ, Hưng còn biết hai con tính làm đám cưới chưa? Dạ, con chưa có nói. Con muốn bàn kỹ với ba mà trước, rồi thông báo cho mọi người sau. Hai đứa từ con tính toán chứ ba mà già rồi, không có biết tính toán chi. Ba mà
khi mô cửa xong. Phải vô chơi với tụi con vài tháng nghe. Đâu có được. Vài tháng thì để nhà cửa ai trông? Nhà cửa mình có chứ đâu mà coi. Ba mà phải vô chơi với chào nồi nữa chứ. Giờ ăn xong á, tụi con sẽ ra mộ của Mạc Quỳ Chi. Hai đứa phải đi xin phép Mạc Quỳ Chi cho đàng hoàng nghe. Dạ. Con có ý quà biểu cho ba mà. Ừ, ba cảm ơn con. Của mà. Mà cảm ơn con. Ăn đi em. Dạ. Em à. Dạ. Như rửa là mọi chuyện đã tạm ổn thỏa rồi. Dạ. Mà ơi, con về thăm mà đây. Thưa mà. Tụi con thăm mà lần này. Tụi con muốn hứa với mà một chuyện. Tụi con sẽ tổ chức đám cưới. Tụi con cũng chỉ làm nhỏ thôi, chứ không có rinh ráng đâu. Thưa mà, con muốn Quỳ Chi có danh phận chính thức. Một phần Quỷ Chi đang chờ mạng ta, một phần Quỷ Chi vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng đã 3 năm trôi qua rồi, con thấy đây là thời điểm thích hợp nhất. May mắn là ba mà anh Hưng cũng đồng tình. Con được mọi người ở nhà yêu quý làm mà nè. Vô. Chỗ mới mày ở thấy sao? Ok mà. Nè, ở đây đồ ăn ngon lắm đó. Mày ăn là mày ghiền đó. Để tao thử. Ừ. Ừ. Ngon đó. Ừ. À mà nè, như mày cũng biết rồi đó, dự án sắp tới của công ty mình đó cần nhập vật tư rất là nhiều, nên tao muốn chọn một công ty logistics có uy tín. Logistics? À, hồi ở bên Mỹ, tao có nghe tên công ty này rồi. Nó là tập đoàn toàn cầu. Mà tao nghe nói là ở Việt Nam cũng có văn phòng đại diện cho công ty này rồi mà. Ồ vậy hả? Vậy thì tốt quá. Vậy mày lên mạng search địa chỉ đi. Rồi hẹn với họ. Rồi tao với mày sẽ tới gặp họ bàn bạc cụ thể coi sao. Ok. Vậy thì... mày liệt kê tất cả các hạng mục cần nhập nè, thời gian cụ thể, rồi bữa tới gặp họ ta sẽ trao đổi luôn. Ừ. Ừ. Còn nữa nè, bước đầu á, các dự án trung gian là anh em mình cứ làm đi, vừa làm vừa bắt nhịp với thị trường luôn. Ừ. Ok. Ok. Vô. Vô. Cạn ly nha. Ăn mạnh đi, đồ ăn còn nhiều mà, ở đây còn nhiều món ngon lắm đó. Ngon lắm, ngon lắm. Ok, ăn đi, ăn hết đi.
Dạ, Minh tử rồi ba mẹ. Mà cảm ơn dạ. Con đây. Nhà trên kia mà nè. Dạ, nhà con ở trên kia. Mình đi thôi. Mà ơi, nhà ở trên kia mà. Dạ, mình đi. Cả đi được không mà? Mà thử đi. Tối quá, cả đi tối quá mà. À, cả đi. Cái ní, mà thích cái ní hả? Ừ, thử coi. Đây, cái ní nhìn sáng á, mà thích không? Cái ní đi. Cái ní thì tìm Huế của mà luôn đi. Được không mà? Được, được con. Mà mặc đẹp lắm. Chị ơi. Có chuyện không chị em? Đó với mà em bồ áo dây ní đi chị. Dạ. Để con xếp lại cho xếp mà. Lại đi con. Siêu thị đi, bạn không thiếu món chi dạ, con ơi. Không thiếu thứ chi mô. Mà quái tê. Mà mua chi được không? Lấy cái ni đi. Cái ni ngon nè. Dạ. Rồi nghe. Dạ. Mà đừng lấy mô đỏ. Mà lấy mô tím đi mà. Cái ni đi. Lấy lấy cho. Mà... Mình qua chờ nữa đi mà. Đi tiếp đi con. Bữa nay mình mua nhiều quả con ấy. Dạ, lâu lâu mà mới vô Sài Gòn mà. Nì nì. Được. Đó, thấy chưa? Dạ. Đó, thấy chưa? Dạ. Đẹp không? Nè, được bao quần đi. Được rồi. Mẹ vẽ tiếp nghe. Đó. Hình trái cam nữa. Giỏi. Đó, thấy chưa? Dạ. Bao nước đi. Mẹ ơi mẹ. Chụp nghe. Đó con, chụp nghe. Dạ. Rồi. Dạ, em mời anh chị vào trong. Được, xong rồi. Mình đi chụp ảnh tiếp hả mà? Mình đi nghe. Con. Dạ. Em, nếu như anh có mẫu thiết kế mang phong cách cá nhân thì bên em tính giá cả sao? Dạ, bây giờ anh chị có thể cho em xem mẫu của anh chị rồi em sẽ báo giá cho anh chị sao ạ? Dạ. Em lại cho họ xem. Dạ. Có sẵn mẫu trong đi rồi chị. Dạ, mình cảm ơn chị đó đó. Mẫu này nè em. Dạ. Mẹ lấy giùm con. Cái này con vẽ thêm màu xanh đi. Dạ. Màu này đẹp nè. Mẹ đổi cỏ cho con đi. Để mẹ lấy cho. Nè, con cầm cái này đi. Mẹ. Mẹ làm bức tranh con xấu rồi. Đẹp mà, mẹ thấy đẹp mà. Để con vẽ cho. Con dám quẹt mẹ hả? Rồi nè, con quẹt mẹ. Chết rồi. Nè. Nè. Nó quẹt con thành hộp mèo luôn. Chào em. Dạ em chào hai anh ạ. Cho anh gặp sếp của em. Dạ sếp đang chờ hai anh. Hai anh theo em ạ. Dạ em mời hai anh ngồi. Cảm phiền hai anh ngồi chờ chút xíu. Sếp em sẽ xuống liền.
Tao thấy công ty này cũng ok đó. Dạ mời hai anh uống nước. Công ty này quy mô có vẻ cũng lớn đó. Xin lỗi, để hai anh chờ. Chào anh, tôi là Nhã Hưng. Chào cô. Chào anh. Xin chào, tôi là Bảo Nam. Còn đây là Tommy Quang, bạn tôi. Dạ, mời hai anh ngồi. Xin gửi anh. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Công ty chúng tôi cần vận chuyển một lô hàng lớn về các thiết bị. Chúng tôi muốn nghe tư vấn về giá cả, thời gian vận chuyển hàng và các vấn đề khác trước khi chúng ta tiến hành ký hợp đồng. Chúng tôi sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của hai anh. Nhưng trước tiên, có thể cho chúng tôi biết mặt hàng cần chuyển là gì, kích thước và trọng lượng như thế nào ạ? Đây là các loại thiết bị mà công ty chúng tôi cần vận chuyển. Trong đó bao gồm cả trọng lượng và số lượng. Được. Với mặt hàng và khối lượng như vậy, chỉ có thể đi bằng đường biển. Bên quý công ty có yêu cầu đặc biệt gì về mặt hàng này không ạ? Bên công ty chúng tôi muốn bên công ty chị phải giao hàng đúng thời hạn, đúng hợp đồng và phải theo yêu cầu của công ty chúng tôi. Mặc dù là có rất nhiều công ty chào giá chúng tôi rất là tốt, nhưng mà chúng tôi cũng thấy công ty này có uy tín tốt, nên chúng tôi đã chọn công ty này. Nãy giờ tôi đã trình bày một số ý kiến, không biết là bên cô có ý kiến gì không ạ? Chúng tôi sẽ xem xét đơn hàng và sẽ có bản báo giá sớm nhất cho quý công ty ạ. Ê, nè, tao thấy là công ty này cũng chuyên nghiệp đó chứ. Để họ vận chuyển cho công ty mình thì tao thấy cũng yên tâm. Mày thấy sao? Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng mà để họ gửi bản báo giá xem thế nào đã. Nè, tao nghĩ là mình nên đi tìm vài công ty khác để hỏi, so sánh giá cả xem thế nào, hả? Nè, mày sao vậy? Có nghe tao nói gì không? Mày vừa nói gì? Cái thằng quỷ này. Nè, mày quen với cô Nhã Hân từ trước rồi phải không? Sao mày lại hỏi vậy? Thì lúc cô ta mới vừa bước vào, tao thấy cô ta cứ nhìn mày chằm chằm. Rồi cô ta có vẻ gì đó sửng sốt. Nói chung là tao thấy thái độ của cô ta lạ lắm. Cái thái độ mà tao không thể nào diễn tả được. Tao nghĩ là hai người chắc chắn có chuyện gì đó. Không biết mày còn nhớ, tao đã từng kể với mày về người con gái mà tao không thể nào quên được không? Chẳng lẽ là... Đúng, chính là cô ấy, Nhã Hân. Đúng là khó tin thật. Nhưng mà sao ta thấy thái độ mày dửng dưng vậy? Không phải mày nói là cô ta chính là người con gái mà mày yêu nhất trên đời này? Vì tao không có sự lựa chọn nào khác. Tao buộc phải làm vậy. Đó là cách tốt nhất cho cả hai. Quay. Vì cô ấy đã quay lại với chồng cũ rồi. I see. Tao và cô ấy đã hết duyên thật rồi. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau? Mày đang cười trên sự đau khổ của tao à? Chứ không lẽ mày muốn tao khóc lóc trên sự đau khổ của mày hả? Nhã Hân. Bà mới vô hả?
Bà làm gì mà như người mất hồn vậy? Mấy hôm nay người không được khỏe nên không được tập trung lắm. Nếu thấy mệt thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Còn bao nhiêu công việc ở đây, sao mà nghỉ ngơi được? Công việc á thì vẫn còn đó, sức khỏe mới là quan trọng. Thôi, nghe lời tôi. Bà mệt á thì về nhà nghỉ ngơi đi, mai hẳn làm, hả? Nhanh lên. Ừ, đi về. Nhanh lên. Dạ, em chào anh. Xin chào, tôi là Bảo Nam, còn đây là Tommy Quang, bạn tôi. Bảo Nam chững chạc lên rất nhiều, nhưng tại sao Bảo Nam lại có thái độ như vậy? Hay Bảo Nam đã có người yêu ở Mỹ? Mà dù có như vậy thì cũng không nhất thiết phải lạnh lùng với mình như vậy chứ. Dù sao mình cũng sẽ vui vì Bảo Nam đã tìm được người phù hợp, không như mình vừa già vừa xấu. Dạ, à, chào chị. À, dạ, chào anh chị. Vâng. Dạ. À, mời anh chị vô nha. Dạ. Vâng. Vô ôn. Dạ, mời anh chị. Dạ, mời anh chị ngồi. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, vâng, mời anh chị uống nước. Cảm ơn chị. Vợ chồng tụi tôi á có chút quà biểu chị. Gửi chị. Dạ, cảm ơn anh chị. Anh chị qua chơi là quý lắm rồi. Quà cảm chí cho tốn kém. Món quà nhỏ à? Tốn kém chi mô? Anh chị vô khi mô rửa. Dạ, hai vợ chồng tôi vô được mấy bữa rồi chị ạ. Dạ. Tôi tính qua thăm chị sớm, nhưng mà vì bận đứa cháu. Bà. À, dạ. Dạ, không sao đâu ạ. Anh chị ghé thăm là quý lắm rồi ạ. Dạ. Dạ. Nên nhà Hưng chắc cũng phải đến đấy hả chị? Dạ, ngày thường thì hắn vẫn đi làm, nên hai mẹ con chị ghé qua đây ngày chủ nhật thôi ạ. À, chị thiệt là có phước đó. Dạ. Được ở gần con, gần cháu. Chứ đâu có như vợ chồng tôi. Có nhớ cũng ráng mà nhìn. Đó, bà ấy lại bắt đầu điệp khúc cụ rồi đó. Dạ. Lần này anh chị vô chơi bao lâu à? À, vợ chồng tôi á là vô thăm cháu, với lại lo cái chuyện đám. Bà này. Dạ. À, nói chung là vô thăm cháu nội. Dạ. À, mà nhắc đến cháu nội tôi mới nhớ nghe. Con Chi á thiệt là khéo sanh khéo đẻ. Ôi, thằng cu hẳn giọng trồng hơn như là hai giọt nước rửa. Mà chị có biết không, mỗi một lần mà hẳn la hẳn á là hẳn chạy tới ôm cổ tôi y như là cầu cứu á. Đó, thằng cu mới mấy tuổi đầu á mà hẳn khôn hết biết á. Vợ với con chả thế gì gì. Dạ.
Dạ con nghe mẹ ạ. Con coi đó, người chi mà vô duyên hết sức à. Đến chơi mà không hỏi thăm mẹ ná một câu. Cứ mãi miệt khoe thằng cháu nội, mẹ nghe mẹ bực mình lắm thôi. Thôi kệ đi mẹ, mà chồng con thẳng tính nên nghĩ gì nó vậy thôi. Sao con còn kêu bà ấy là mẹ chồng? Mà người ta còn coi con là con dấu nữa đâu. Chỉ là con quen thôi mà, trước sau cũng là một cách xưng hô thôi. Mẹ nghe bà ấy nói mẹ tức trong bụng lắm thôi.